Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với shop.akida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại shop.akida.vn. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mừng các bạn đến với video nữa về Free Fire. Và trước khi vào video này, nếu như các bạn muốn không muốn bị hôi nách và khăm bẹn, đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký. Và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới tất cả. Thực ra thì không đăng ký và không like nó cũng không bị hôi nách và khăm bẹn đâu. Nhưng mà nếu như mà các bạn like và đăng ký thì chắc chắn là các bạn sẽ không mất tiền mua lăn khử mùi Nivea Men mới các bạn. Yên tâm, và mình không quảng cáo cho lăn khử mùi Nivea Men trong mọi tình huống các bạn nhá. Và thôi bỏ qua cái vấn đề lăn nách và khử mùi các kiểu ra điểu đi, thì chúng ta sẽ vừa có ra mắt một cái vòng quay, nó gọi là vòng quay đại chiến vương quyền. Quả vòng quay nghe tên nó phải gọi là rất là chất chơi người rơi, nhưng thực ra nói thô thiển mẹ ra nó là vòng quay của có bông keo với cái hành động tứ linh đi cho nó nhanh. Ừ, thì hôm nay thì mình cũng được test cái con hành động tứ linh vệ hồn này ở tại cái server Việt Nam. Thực ra nó là hành động tứ linh hội tụ ạ, định mình nói vắt cả đồi ạ. Mỗi sáng mỗi server nó chế thêm một tên, không hình như mình tự chế tên nó thì phải. Nôm na là mình không biết là nhân phẩm của mình liệu có quay được cái vòng quay này. Ui, skin bào bóng ma này còn chưa ra mắt đây các bạn. Ui, áo mã anaconda thật đấy. Tại sao con bào này nó lại mới ra mắt đối với tôi nhỉ? Hay là ngày xưa tại nó tặng free sự kiện gì đấy nhưng tôi lại không cày nhỉ? Tại vì hôm trước mình mới nhận được con robo tử thủ hay con robo gì ấy, thì các bạn có bảo là cái con robo này anh chẳng qua là anh không có thôi, chứ con robo này ngày xưa nó tặng free mà anh các thứ kiểu mình không biết được. Ui, chúng ta có một quả bông keo gọi là bông keo thanh long, mà mình chưa hiểu là tại sao bông keo thanh long mà nhìn nó lại trông không giống quả thanh long tôi hay ăn gì nhỉ. Bình thường ngày xưa bà tôi hay bảo là cứ thanh long thì nó phải là thanh long đỏ, bởi vì thanh long trắng bình thường nó không có ngọt các bạn ạ, ăn là phải thanh long đỏ lò, mà ăn thanh đỏ lót đỏ lét mồm ấy nó mới ngọt đấy. Mà bây giờ thanh long tại sao lại thành một xanh lá cây nhỉ? Hư cấu phi vật lý. Thì mình nói chuyện hơi khó khăn một tí, tại vì là cơ bản hôm qua mình có một tình huống mình hơi ngu, mình ngoại mà mõm mình ấy các bạn. Và mình không biết mình ăn phải cái gì, thế thành ra cái lợi ở mình ở bên trong mồm nó bị kiểu như là sót ấy, như kiểu nó bị xước ra, xong rồi là cái rồi bây giờ mình cứ nói chuyện thì nó cứ đụng vô nó bị đau các bạn ạ. Cho nên là bây giờ có thể nói là nôm na là hùng lệch mõm rồi. Chứ vậy nên là mình nói chuyện thì nghe nó hơi kiểu cà chớn tí các bạn thông cảm nhá. Nhưng không phải là muốn ăn đấm đâu. Cà chớn là tại đơn giản là tại vì em không thể nào nói chuyện được bình thường thôi. Nôm na là đi cái hành động coi gà. Mà bây giờ thật sự là mình kiểu mình bí ô cài đặt hành động, mình không phải cài đặt hành động ở chỗ nào nữa đấy. Thôi bỏ hành động gọi xe đi. Thề luôn, kiểu bây giờ game lắm hành động quá, mà mình có 4 hành động của khẩu súng rồi. Phải cầm để có gì còn khoe thể hiện rằng mình là rich kid. Thành ra là không biết phải bỏ nhân vật cái hành động nào đi ạ. Khổ vãi nồi ra, đùa người nhiều tiền quá nó cũng khổ các bạn ạ. Đấy là mình nói với thằng Hùng nhà với thằng xóm, chứ còn mình thì còn đang phải lăn lộn hàng ngày với cái hóa đơn tiền điện, tiền đéo nó ra mà thừa để mà khổ các bạn. Mà người có tiền khổ theo kiểu của người có tiền, người không có tiền khổ theo kiểu của người không có tiền. Đấy, khổ thế đấy các bạn. Ui, làm sao mà đấu hòm súng nhưng mà mình lại đéo cần hòm nào nó mới cay chứ. Đùa, đúng là người có tiền có khác các bạn ạ, sướng thật đấy. Đấy là mình nói cho thằng Hùng nhà xóm các bạn nhá. Ok các bạn ạ, vì có hóa đơn tiền điện nên là mình vừa lại phải vào trong chơi anh thách đấu tử chiến đây. Tại vì là vừa hôm qua là mình thấy ở trong video là có một bạn comment, đó là bạn ấy bảo là anh Hùng dạo này không dám bắn danh tử chiến nữa rồi, bạn ấy thích đấu căng quá nên không có làm được video, phải đi bắn boss rồi. Ui trời ơi, mình đã nghe như thế rồi, nó đã động đến cái lòng tự ái, lòng tự tôn dân tộc của mình thì không thể làm mà chấp nhận được. Mặc dù mình làm việc vì hóa đơn thật đấy, nhưng một khi mà đã máu thì đừng hỏi 46 là ai, mà một khi mà đã có thai đừng hỏi cái thai của thằng nào. Nào ơ kìa, tặng mày à bưởi này. Úi trời, gì chứ, nghiêng về lý dí lì tâm thì Hùng là số 1. Ông gì, anh Hùng tứ linh đến từ Tuyên Quang. Nhưng mà nói thế thì các bạn ạ, nãy giờ là mình bịa ra cái câu chuyện là các bạn comment đấy, thực ra là để làm thế là để còn có content để mình còn trả tiền hóa đơn thôi, các bạn thông cảm nhé. Cuộc sống mà các bạn, có thể các bạn sẽ bảo mình là ơ kìa anh lừa em. Thôi thì cuộc sống là những cú lừa các bạn, tập dần cho quen, sau này bị lừa nó khỏi bơ ngơ các bạn nhá. Và đây là hành động tứ linh, hành động quả, hành động chăm đá thì nó phải gọi là quá là quen thuộc với anh em dân chơi nào mà đã kiểu cập nhật trước về phiên bản rồi. Nhìn chung là cái hành động này cũng đẹp, và cái hành động này nó cũng đính chính một điều luôn, là con rồng là con đẹp nhất ở trong cái sự kiện tứ linh này, và cũng là con gọi là nôm na là con đứng đầu ấy. Tại vì là các bạn thấy đấy, khi mà hành động tứ linh nó hiện ra cả 4 con thì nó lại hiện ra cái con rồng nghe sau lưng, mà không phải là bất kỳ con nào khác, thì điều đấy chứng tỏ là con rồng là bá cháy bu chết nhất rồi. Và chúng ta có thêm quả bông keo này, là quả bông keo quả thanh long này. Thì quả bông keo này thì trông nó cũng phải gọi là khá là đẹp đấy, màu sắc sặc sỡ vãi cả trưởng luôn, và nó có cái quả đầu to tổ bố này. Ơ kìa,
Mặc quả đầu này chưa được vô đây. Ôi dồi ôi, thế cái quả đầu này mà mặc đồ kiểu như là trong đồ nó bót bót một tí không hiệu ứng, xong rồi chui vào đây khéo khi là tàng hình đấy các bạn, khéo khi là ẩn thân chi thuật của Naruto đấy. Oh hello, chào anh, em là Nin Shinobi đến từ làng lá. Đố bạn tìm được mình luôn. Vâng, đấy, mình đố các bạn đồng đội tìm được mình luôn. Đấy, thấy không? Thế nên đồng đội đi ngang qua mình kiểu đéo chuyện xảy ra mà coi mình là cục cứt bên đường luôn. Chứng tỏ là mình tàng hình rồi các bạn. Magic đây, đúng là ảo thuật đấy. Ok các bạn, ôi trời ơi, cái quả bo nó phải gọi là hợp tình hợp lý cơ mà. Quả bo này thì coi như bọn nó chạy qua đây thì mình bắn hết các bạn ạ. Mình nha, mình nói thật với các bạn luôn nhá, thực ra tên thật của mình không phải là Trần Phạm Mạnh Hùng đâu. Tên thật của mình đầy đủ là Trần Phạm Nguyễn Hữu Đa nha các bạn. Mình cứ một đấm một thằng thôi. Mày và con tao là tao đấm cho nhất cười rồi. Mà trường hợp này là phải tôi là tôi đấm cho mấy nhát rồi. Đây rồi các bạn, tình huống này. Ôi tình mạnh mạnh cả rồi. Ôi ôi, cơ đô làm thế. Ôi tình mạnh chú ấy làm cơ rồi mày. Ôi kìa, ảo ma Anaconda thế nhở. Đồng đội bắn nhau mà tụi nó không mất cái khiên gì à. Vãi cả cứt ạ, hai cái khiên thì tôi bố tôi cũng chịu. Mà mặc dù bố tôi biết chơi Free Fire, nói không phải mê tín với các bạn chứ. Nếu như các bạn đang ở danh sách đấu tử chiến Free Fire Việt Nam, các bạn có thể học theo cái cách của mình, đó là mỗi lần vào đấu bo ấy, các bạn mua đồ xong các bạn ra đứng một góc, làm cho tụi nó sợ hai góc đấy không bị quăng lựu đạn. Sau đấy các bạn lấy cho mình một chai sờ tinh, cầm thêm cho mình một cái bánh ra, hoặc là các bạn làm cho úp cho mình một cái bát mì tôm trứng đi. Các bạn ngồi ăn hết nửa bát mì tôm, uống hết chai sờ tinh, quay ra quay vào, có khi là tầm đấy mới đến tầm bắn nhau. Hoặc là thậm chí là tầm đấy bo nó mới bắt đầu thu, nó còn chưa bắn nhau cơ các bạn ạ. Nói không phải mê tín, tôi ngồi đợi bọn này từ nãy giờ cũng cái địch mạnh vãi cả nồi ạ. Thế bọn này nó quăng lựu quả khó chịu thế. Không né thì chết, mà né thì cũng chết, vãi cả nồi à. Tim địch lắm Chrono thật đấy. Ui ôi, vãi cả cứt. Vãi Chrono mình còn chưa hồi mà tim địch vừa bật 2-3 cái thôi mà bây giờ vẫn có Chrono. Ôi ôi, địch mạnh vãi cả nồi. Ảo thuật đấy. Các bạn ạ, để mình kể cho các bạn nghe về một câu chuyện về một dân chơi đi xe máy bằng chân cầm phóng lợn đi rượt khắp tuyên quang. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy một thanh niên cầm hai khẩu vector cởi trần cởi chuồng đi rượt khắp tuyên quang. Cái đấy mày vãi cả đời, vãi cả đời, tao làm sao mà tao đâu thế. Ui lại có Chrono, lại có Chrono, vãi cả cứt. Đinh mạnh nó vừa bật Chrono với mình solo mình xong, bây giờ lại có Chrono tiếp. Chúng mày bị điên hết rồi. Vãi cả nồi ạ, Chrono everywhere, Chrono 7749 lần Chrono, đéo thời gian hồi luôn à. Vâng, đây rồi, một tình huống cần tìm đến từ đồng đội, hay quá đê yêu chân ơi. Và như vậy là các bạn thể thấy đây là một tình huống trầm cảm đến từ vị trí của Hùng Akira. Sau khi hứng chọn quá nhiều combo Chrono 7749 với Chrono thì thật sự với các bạn luôn là bây giờ mình rất sốc văn hóa rồi. Lúc mình không có Chrono thì tụi nó cũng có, mà lúc mình có Chrono thì tụi nó cũng có luôn. Thật sự với các bạn là trầm cảm, tôi éo biết nói gì hơn nữa. Ok, hay, ok, đi. Vãi cả lời, Chrono. What the fuck is it all shit? What the fuck are you talking about? Các bạn ạ, nếu như bây giờ có nắm lá ngon trong tay thì chắc là có lẽ mình đéo ăn đâu, mà mình đút thẳng vào mồm mấy thằng địch cho nó chết ngay chứ không buồn mà chơi tiếp nữa. Chứ bọn này nó bật Chrono như thế này, thật sự nó là lỗi game rồi các bạn. Thật sự nó là lỗi game rồi, kill của tao. Ơ kìa, ơ đồng đội có thâm thế. Đặt quả keo chặn địch cho địch cứu nhau à. Ôi xô ôi, quả keo tôi trầm cảm quá. Vãi cả nồi, may quá. Cuối cùng tôi cũng thấy tín hiệu đồng đội bắn được nịch, chứ không phải là địch bắn gục đồng đội tôi nữa. Ok, tôi lại thấy tín hiệu đồng đội tôi bị gục rồi. Nhưng không sao hết, có anh em ở đây rồi. Việc gì phải xoắn. Vãi cả nồi à, cái kill đấy tôi bắn như thế mà tôi còn bị KS kìa. Vãi nổi tề, tôi trầm cảm muốn với ông thề. Bây giờ nếu như mà có cái cầu ở đây thì tôi nhảy cầu ngay. Không phải nhảy cầu vì bóng đá, đơn giản tôi nhảy cầu vì tôi trầm cảm với cái tựa game mà tôi thề với ông ạ. Đùa chứ trầm cảm thật đấy. Mà nói chung là cái bóng keo thanh long này thì nếu như để các bạn hỏi mình ý kiến là có bóng keo này nên mua hay không thì mình đánh giá là có bóng keo này nên mua các bạn ạ. Một có bóng keo khá là đẹp với hiệu ứng rất là ngầu lòi luôn. Vãi đầu có thanh niên gục đằng sau cứ gào cứu tôi kìa. Đây cứu đây cứu đây, để anh ôm em, anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả rời. Mà sao em ơi, cái đinh mạnh ra đó, cửa sổ này không treo được. Ai ui, đinh mạnh nó bắn đầu vai. Thề cái đạn này mà bắn kiểu xuyên giáp như này chỉ có thể là khẩu Pharma X luôn. Khẩu Pharma X nó auto bắn vào người và nó thường găm vào đít, đau lắm các bạn, kiểu xuyên giáp vãi đồi luôn ấy. Nó phá ra một cách dã man tàn bạo vô nhân đạo luôn. Không có Andrew chỉ bắn đầu bắn cứ thôi. Vãi đồi lại cái Chrono kìa. Nhưng mà lần này bố mày cũng có, mày làm gì tao. Mày có Chrono, có tao, có sức mạnh tình bạn, phép thuật Queen Enchanted. Đây các bạn, để mình kể cho các bạn nghe về một câu chuyện một dân chơi vừa ngồi ỉa vừa chơi game mà vẫn top 1 thách đấu các bạn ạ. À lộn nhầm, vẫn top thách đấu. Bởi vì sao các bạn?
cứ ngồi khe nhau thôi. Chứ bây giờ biết làm gì, đẩy lên tụi nó bắn các tụt mỏ. Còn ngồi đây thì không biết làm gì cả. Thôi thì vào nhà vệ sinh chúng ta vừa ngồi ỉa, vừa bật quạt, vừa tâm sự về những mảnh đời. À lộn nhầm, vừa suy nghĩ về tương lai, vừa suy nghĩ về quá khứ, vừa suy nghĩ về cuộc đời, vừa suy nghĩ về bảng điểm thi tốt nghiệp lớp 10 chẳng hạn. Và vừa suy nghĩ về... Vâng các bạn ạ, bỏ qua vấn đề đấy đi. Đồng đội tôi bắn hay quá, đồng đội tôi cho tôi dạng áng rồi. Vừa qua quả lựu đạn cả giò nhá. Nhất cầu với em này, em làm vụ trên mũi dịch vụ đào huyệt mà. Ở kia, ở đây, ơi kêu của em. Các anh ơi, các anh ăn, các anh có thấy nó bị kiểu nó bị ngượng mồm không? Nếu như các bạn bị ngượng mồm, các bạn để cho mình ăn cứu cuối được không? Mình xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Cộng hòa sau chủ nghĩa đến thịt ngan, độc lập tự do, miếng nào to thì nhường cho Hùng gắt đi. Ok, anh em bắt đầu đâu đây? Định mạnh vãi cả nồi, thề luôn các bạn. Tính một lần tỏa sáng nhưng mà không, các bạn le lói nghìn năm rồi. Ok thôi rồi, chắc có lẽ video của mình xin phép dừng lại đây thôi. Nếu các bạn thích các video của mình, đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký, và đừng quên là bấm một cái chuông để không bỏ lỡ khi thông báo ra về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Có bên xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo, và xin chúc mọi người tốt lành. See you again, bye bye.